tân sinh viên có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay. Cô xin tự giới thiệu, cô là Nguyễn Thị Hồng Anh, hiện tại cô đang giảng dạy tại bộ môn kế toán trực thuộc khoa kinh tế quản lý của trường Đại học Thăng Long. Thì bản thân cô cũng là một cái cựu sinh viên khóa K20 của trường mình, và rất vui là trong ngày hôm nay cô rất là vinh dự được tham dự chương trình La Bàn Tân Sinh Viên và chia sẻ với các bạn về những quãng thời gian cô đã học tập và công tác tại trường Thăng Long. Thì nói chung là từ K20 cho đến bây giờ là đã được 11 năm cô gắn bó với trường Đại học Thăng Long rồi, từ khi còn là sinh viên, sau đó ra trường đi làm và có cơ hội để quay trở lại giảng dạy và công tác ở mái trường này. Ngày hôm nay thì nói một chút về cái quãng thời gian học tập tại trường Đại học Thăng Long. Thì cũng như rất là nhiều bạn tân sinh viên, thì tại cái năm cô mới nhập học vào trường thì bước vào cái môi trường học tập hoàn toàn mới, thì rất nhiều bạn sinh viên năm thứ nhất có xu hướng là học hành có vẻ sao nhãng và chểnh mảng, bởi vì các bạn hoàn toàn là thấy rằng là bước vào cánh cửa đại học, các bạn vào một cái môi trường học tập mới hoàn toàn, thời gian linh hoạt hơn rất nhiều. Thế nên là các bạn thấy rằng là bước vào quãng thời gian là học đại học và thấy rằng là chúng ta thoát khỏi cái cuộc sống gò bó và áp lực của 12 năm học trước rồi, cho nên là có vẻ là tinh thần là sẽ sao nhãng và chảnh mảng trong học hành. Tuy nhiên thì rõ ràng là khi mà các bạn trưởng thành bước vào môi trường đại học thì đây quả thực là một cái dấu mốc đánh dấu rằng các bạn đã trưởng thành rồi, và các bạn phải tự lập đứng trên đôi chân của mình. Và cũng rất là ít người nói cho các bạn biết rằng là rất nhiều người nói với các bạn rằng là cánh cửa đại học mở ra là cái con đường trải đầy hoa hồng, các bạn chỉ cần học xong 4 năm đại học, ra trường và đi làm là trưởng thành rồi. Nhưng lại rất ít người nói với các bạn rằng là khi mà vào đại học thì đây thực sự mới chỉ là cái khởi đầu của tất cả những khó khăn, và nó quyết định xem các bạn sẽ là ai trong xã hội sau này. Chính vì vậy mà cái việc các bạn sinh viên năm nhất ngay từ những năm đầu tiên phải xác định cho mình một cái tư tưởng học tập và thái độ học tập đúng đắn là cái điều vô cùng quan trọng mà bất cứ một cái bạn sinh viên năm nhất nào khi mới bước chân vào cánh cửa đại học đều phải tự ý thức được rằng là khi mà chúng ta vào đại học đây mới chỉ là bước khởi đầu của tất cả những khó khăn sau này. Khi mà các bạn ra ngoài, các bạn kiếm việc làm, các bạn tự lực cánh sinh đứng trên đôi chân của mình. Thế thì các bạn khi mà các bạn học tại trường đại học ấy thì thực sự cô nói rằng đây là một cái cuộc cạnh tranh khốc liệt, nhưng mà đây là cuộc cạnh tranh trong thầm lặng, bởi vì không có ai bây giờ nói với các bạn hết một mặt các bạn rằng là các bạn phải học đi, không có ai nói với các bạn quản lý các bạn về thời gian các bạn học tập cả, mà tất cả chúng ta đều phải là tự học, tự trau dồi kiến thức. Và tóm lại là ở trường đại học thì dạy các bạn cái lớn nhất đó là dạy các bạn được khả năng tư duy, phân tích vấn đề, dạy các bạn được thái độ nghiêm túc trong học tập. Cho nên để mà đạt được cái kết quả học tập mong muốn, để có thể mở rộng được cánh cửa xin được việc làm trong tương lai, thì không còn cách nào khác ngoài việc các bạn hàng ngày tự lực, tự học với một cái thái độ thật là nghiêm túc. Vậy thì cái việc đầu tiên chúng ta cần phải làm là gì? Đó là các bạn phải xác định được cái tư tưởng học tập ngay từ năm đầu tiên, học thật, thi thật tại trường Đại học Thăng Long này. Sau đó cái thứ hai, các bạn hãy xác định và lập kế hoạch cho mình một cái mục tiêu học tập trong ngắn hạn và trong dài hạn. Ví dụ hãy xác định luôn là các bạn sẽ học ở trường này trong vòng mấy năm. Tôi sẽ đặt mục tiêu là học trong vòng 4 năm nhanh nhất có thể, và với một cái mức điểm trung bình là bao nhiêu. Sau đó thì các bạn hãy xây dựng những cái chiến lược, kế hoạch trong ngắn hạn hơn. Ví dụ trong năm thứ nhất tôi phải làm những cái gì, trong từng môn học các bạn phải làm những cái gì. Và đối với từng môn học các bạn cũng hãy xây dựng cho mình một cái kế hoạch học tập thật là cụ thể. Ví dụ với mỗi môn học các bạn hãy hỏi xem
các anh chị đi trước, ví dụ môn này nên học thầy cô nào, rồi môn học này thì nên dành bao nhiêu thời gian để mà học, bố cục của môn học này bao gồm có bao nhiêu chương, bao nhiêu phần, và cái kế hoạch ôn tập của môn học này các bạn sẽ dành thời gian như thế nào để phân bổ cho từng chương và từng phần thì đấy, để các bạn học được từng môn học. Và quan trọng nhất cô vẫn luôn nói rằng là cái quan trọng nhất không phải là việc các bạn học để qua môn, không phải các bạn học để điểm cao, mà là sau cái quá trình 4 năm các bạn học tại trường đại học này, kiến thức các bạn thu thập được là cái gì. Và cũng xin nói với các bạn rằng là ở trường đại học thì chúng ta tự học là chủ yếu, cho nên những cái kiến thức ở trên nhà trường các bạn học là chưa đủ. Bên cạnh việc học những kiến thức trên nhà trường, các bạn hãy dành thời gian nhiều hơn để mở rộng kiến thức chuyên môn của mình, lên thư viện nhiều hơn để đọc các tài liệu giáo trình chuyên môn, và mở rộng cả những cái kiến thức ở trong cuộc sống nữa, và trang bị cho mình thêm những cái kỹ năng mềm. Thế thì những cái kỹ năng mềm ở đây thì rất là nhiều các kỹ năng mềm khác nhau mà các bạn sẽ được học ở trong trường đại học này, ví dụ như là kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, hay là tin học văn phòng, ngoại ngữ vân vân. Thì đó là những cái hành trang giúp các bạn sau này khi mà ra trường các bạn có thể tạo được cái ấn tượng tốt trước mắt trong mắt các nhà tuyển dụng. Thì một số các cái chia sẻ của cô khi mà học tập tại trường Đại học Thăng Long thì quả thật đây là một cái môi trường vô cùng là tốt, học thật và thi thật, cho nên là các bạn sẽ được trải nghiệm rất là nhiều ở trong môi trường này, cả về học tập cũng như là các cái hoạt động thể dục thể thao, thể chất và nghệ thuật nữa. Thì với một số các cái chia sẻ nhỏ nhỏ như vậy thì cô mong muốn rằng là tất cả chúng ta, các bạn tân sinh viên sẽ tự định hướng cho mình một cái tư tưởng học tập và thái độ học tập đúng đắn ngay từ năm nhất để đạt được kết quả cao nhất.